Kính thưa quý vị, người Việt Nam xin trân trọng kính chào quý vị và sau đây là buổi nói chuyện giữa chúng tôi và ký giả người Ngọc Mùi. Xin chào anh Mùi, thưa anh. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam 1, cộng giống như là Nhật Bảo. Các tôi đây xin uh, mời anh và chào anh. À, dạ, yeah, mời anh. Thưa anh biết yeah. là ngày hôm nay đã có tin động trời nổ ra. À, sau cái đại hội trung ương đảng dân chủ thì anh thấy có rất là nhiều người bên đảng cộng hòa nhảy qua đảng dân chủ ngồi vào camera harris đúng không ta uh -huh. thành lập một cái nhóm gọi là cộng hòa republicans for camera harris đúng không uh -huh. ngày hôm nay có một số nhân vật gạo cội nhảy qua tiếp và loan báo kinh khủng tiếp người đầu tiên á là lee và lee cheney cựu dân biểu liên bang và là cái người mà có thể nói là con gái của ông Dick Cheney cựu phó tổng thống cộng hòa phó tổng thống thực hiện Bush con anh biết không và đây là một nhân vật gạo cội của cộng hòa cũng nhảy qua dân chủ và tuyên bố bầu và Kamala Harris thì anh vui có nhận tin ra chưa Đã cùng có, đọc sơ qua nữ Dương nam. rồi con trai của ông thượng nghị sĩ John McCain cũng nhảy qua ủng hộ bà Kamala Harris, ông con trai của thường một nghị sĩ và ông ảnh mười Jimmy, uh, Jimmy và McCain theo anh, McCain. Uh, Jimmy, yeah, uh, Jimmy dạ, yeah, cũng nhảy qua, mà không Jimmy. ông không nhận ông không nhận nhảy qua mong còn còn chuyện đội đảng nữa Dạ, <laughs> chuyện yeah, đổi đảng, Bà ông ta biết là ngày hôm nay nói chuyện tại trường đại học Duke University thì cựu nữ dân biểu liên bang bà Lee Cheney bà nói là bà sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vào tháng 11 tới thì bà ta là cựu nghị sĩ của tiểu bang Wyoming nữ cựu nghị sĩ tiểu bang Wyoming cho tầm quan trọng phải bỏ bà Kamala Harris và bà, bà cùng vận động các tiểu bang chiến địa cũng sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris thay vì trong Trump. tình hình cũng rất là căng thẳng luôn, cộng hòa yeah. tan nát hết. Đó, anh mười muốn xem cái chiến gì về chuyện này không? Dạ, yeah. thì thưa anh Nam đây, anh, anh biết là bà Liz Cheney là là là, là cô con gái của uh, cựu phó tổng thống Liz Cheney phải không? À thì anh anh nhớ trong uh, hai lần luận tội cựu tổng thống đặc biệt là cái lần tuổi mà là ngày 6 tháng giêng á thì bà đã nằm trong là một bà ngồi kể trong ủy ban đặc biệt hay là ủy ban chọn lựa hà viện á để mà điều tra và luận tội ngày 6 tháng giêng á thì anh thấy rằng là bà bà ta là một trong những nhân vật mà xuất sắc nhất và tìm ra những lý lẽ và tìm ra những bằng chứng để và tìm cách như thế nào để buộc tội là à, cựu tổng thống Donald Trump đã chịu mưu trong cái vụ ngày 6 tháng Giêng á và để mà định trình lên thượng viện á, à, tại vì à, quốc hội cũng có, có, có quyền buộc tội thì anh thấy đấy, cuối cùng à, ba nhận cái ba nhận cái gì những à, nhận cái thất phiếu ở Wyoming à, thì bà ta là một người rất là bảo thủ và bà ta là một người rất là yêu của đảng cộng hòa, Đã. rồi à, bà ta là một người rất là tin tưởng và có tâm đến hiến pháp của uh, Hoa Kỳ, à. thì à, à, bà tìm hiểu về ông Donald Trump, vấn đề mà đổi nội đổi ngoại, rồi tư cách lãnh đạo của ông ta thì bà hoàn toàn là bà không đồng ý. À, thì ngày hôm nay ở trường đại học Duke thì bà cũng tiêu bố rất là rõ ràng bà nói ok quý vị hãy suy nghĩ đi chính tôi tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc rồi à, cái mối nguy hiểm của cựu tổng đối trump đã gây ra à, thì à, đã quý vị đã thấy rất là rõ ràng à, trong một thời gian à, là bốn năm tại vì là cộng giống như những ngày cuối cùng à, của nhiệm kỳ của ông ta à, đặc biệt là ngày sáu tháng giêng thì quý vị đã thấy như thế nào rồi à, đó là một cái mối nguy hiểm cho cái nền dân chủ của chúng ta do đó tôi là không sẽ bỏ phiếu cho là ông Donald Trump mà tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris à, thì à, à, bà tuyên bố rất là thẳng thừng rõ ràng như bạn nam Nên bà cũng nói thế này là trong quý vị biết trong những tháng gần đây mà thôi à, thì à, tôi đã chỉ trích cựu tổng thống Trump. À, chỉ như thế nào chỉ tích là ông ta là người đe dọa làm tan rã cái nền cộng hòa của chúng ta thì như vậy ông ta là không đủ tư cách để mà phục vụ cho người dân và không đủ tư cách để ngồi ghế tổng thống thêm một lần nữa rồi ông những bà Lichenny là những người cộng hòa ở chúng Donald Trump thì quý vị, 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 vị. thấy rằng ít nhất là có hai trên 200 nhân viên mà 200 nhân viên đó đã từng làm việc cho giữa thời của cựu tổng thống George W. Bush cũng từng làm việc giữa thời cựu nghị thường nghị sĩ John McCain và cũng giống như thời kỳ mà thường nghị sĩ của ông Mitt Romney à. thì bà trên đây mà nói thế này không những những người người đó còn những người mà là cùng ý kiến và cùng tư tưởng của tôi trong đó là có dân biểu là Adam Kissinger à, và phó thống đốc Georgia đó là Jill Duncan à. thì những người này đã công khai ủng hộ cho bà Kamari không phải riêng tôi mà thôi và đó là vấn đề bà Liz anh gửi xuống nào anh có thêm gì nữa hay không anh biết như vậy là bây giờ ngày càng có nhiều dân vật cao cấp của đảng cộng hòa qua ủng hộ như, bà Kamala Harris đặc biệt là chúng ta thấy ngoài cái nội các của Trump của dân biểu còn có Adam Kinzinger chúng ta vừa nói còn có phó thống đốc cộng hòa thì bang Georgia Geoff Duncan cũng đi qua luôn như vậy càng ngày tình trạng càng càng thẳng hơn đúng không? <laughs> rồi bây giờ anh nghe con trai của thượng sĩ John McCain hả? Dạ. Yeah. À, thì thưa anh Nguyễn Xuân Na quý vị thì ngày hôm nay là con trai của thượng nghệ sĩ John McCain, thì quý vị biết biết rằng John McCain là một trong những ân nhân của những người Hạc ô đó. À, thì ông đã đã đem những con cái của uh, các vị Hạc ô mà còn sót lại Việt Nam đem coi hết. À, thì đó đó là cộng đồng người Việt Nam mình nhớ ơn John McCain rất là nhiều và ông Joe McCain có con người con trai đó là Jimmy McCain à, thì uh, ngày hôm nay uh, cậu con trai của John McCain Jimmy McCain đã chỉ trích thẳng thân viễn cuộc viễn thăm nghĩa trang quân quốc, của quân đội quốc gia của ông Trump à, và ông tuyên bố là ông ủng hộ cho bà Kamala Harris À, ông ta cũng nói thế này đó là một đó là một vòng đức thiêng đức thánh vậy mà ông Donald Trump ông làm vậy cái mục đích chính trị của ông ta, à, thì bây giờ mình nhớ là năm 2015 à, thì uh, ông Trung uh, đã phải đối mặt với ứng dự dội đối với uh, ông Joe McCain. À, ông biết anh Nam và quý vị còn nhớ không? Ông Joe McCain là một trong những người mà cử tính cho cái uh, cái đạo luật mà Obama Care là Healthcare Affordable, đó, uh, Affordable Care đó, tức à, là ít nhất có 45 triệu người hương ở chương trình đó mà nếu như thời kỳ đó ông mà McCain mà ông bỏ phiếu thuần một cái á, thì có thể là chương trình là cũng tiêu tổng luôn à, thì ông ông ta là một một lần nữa là ân nhân cho những người mà có thu nhập thấp và những người mà là không có bảo hiểm không có đủ tiền để khả, khả năng tiền để mua những bảo hiểm khác cái đó là nhờ cái chương trình Obamacare đã hiểu xuống à, và ông ta là một người tù chiến tranh ở Việt Nam và ông ông cũng tuyên bố rất là thẳng thắn khi mà ông họ ở họ lo nếu chính uh, quyền Hà Nội vì bộ tôi là thời kỳ đó là là ba của ông Trung mà cái như tư lệnh về Hải quân anh Xuân Nam à yeah. mà thả tôi ra thì tôi không bằng lòng nếu đồng uh, uh, đồng đồ của tôi mà quỷ ông thả ra thì tôi cũng tôi thì, thì, thì tôi về với đồng bộ đồ, đồng đội đồ của chúng tôi do đó là ông ông nói lên sự can đảm của, của ông ta như vậy mà quý vị còn nhớ rằng là là khi mà cựu tổng thống Donald Trump á à, tức giận ông Joe McCain đã nói ông Joe McCain tôi không thích những cái kẻ hay là những người mà 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 bị bắt bị bài trận như thế này à, vào năm 2015 cũng trên tờ báo Atlantic á, cũng có nói rằng tức là tất là những cái lời nói của cựu tổng thống Donald Trump á, nói những kẻ, những người lính mà đã hy sinh à, vì đất nước, à, vì cái nền tự do vì nền dân chủ á, là kẻ là ngốc nghếch, là kẻ thua cuộc, hay là hay còn gọi là sucker và loser đó. À. Thì cái cái đó là nó nó nằm trong cái 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 tim của con cũng Joe cho mà đó là bởi vậy đó là ông tuyên bố rằng là tôi đã ghi danh vào đảng Dân Chủ và tôi ừ. ủng hộ và bỏ phiếu cho bà Kamala Thế, ừ. <laughs> Thế anh nghĩ sao nào? Thế anh nghĩ sao nào? Cái đó cái đó không tròn nghe không? <laughs> Rồi thêm, thêm một nhân vật nữa, một nhân vật đó là Stephen King. À. Thì Stephen King ngày hôm nay chỉ rất <laughs> chính là cựu thần trong trông. Ông Stephen King là ai? Thì ông này là một tác giả viết về, thường hay về viết truyền kinh dị á. Ông này rất là nổi tiếng lắm, chắc là vì vị, vị nữ nhưng mà thích đọc truyền kinh gì này kia nọ à, thì đó là tác phẩm Stephen King. À. Thì à, ông khi mà ông nghiên cứu những cái tranh sách về cái kinh tế của ông Donald Trump thì mặc vô á, bây giờ một số người họ ủng hộ rằng là chính sách là cái kế hoạch là cái đường lối kinh tế của ông Trump tốt hơn bà Kamala Harris chứ vậy không đâu à. thì thì có một số cái giống như là bị cái, bị mái xét bị brain của Washington Nam vì sao vì nghĩ rằng ông Donald Trump chắc là một thương gia không? À. là ông làm nhà là, là kinh doanh này cái nọ chắc là ông làm về kinh tế tốt hơn nhưng bây giờ mình xem lại cái quá trình ông làm ông đầu tư này cũng xây trường học trường đại học này cũng xây uh, casino này vân vân có cái nào thành công cái nào? Ừ, à, ông thì nhân người thì họ nhìn rồi nói ra à, là một tay thương gia mà có bậc tỷ như thế này thành công bậc tỷ thế này mà thật ra là ông thừa hưởng một một số khối tài sản của bác của ông và ngay cả những cái, cái 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 dí sàn đó cái cái cái, cái sàn đó <laughs> mà ông cũng 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 cũng, cũng lấy luôn uh, cũng lấy một số phân của ông anh và lấy, uh, lấy uh, số phân sở hữu của uh, ba, uh, Mary Trump luôn mà là cháu cầu ông bằng chủ á thế nhưng một số người bị brain hoặc là bị mái xét cho đời nào đó, là nghĩ rằng ông Trump sẽ thành ông Trump thành công trong vấn đề mà tài chính về kinh tế nhưng thực sự là không trong quá trình quý vị xem lại cái quá trình cuộc đời của ông Trump cho xem. Thì ông Stephen King ấy, thì ông là ông ông là tác giả truyền kinh nghiệm mà nổi tiếng mà ông biết rõ hơn là nghiên cứu trong nhiều nhiều lắm. Do đó ông nói nữ như ông trong điều hành về nền kinh tế à, thì ông so sánh cái này kinh tế của ông Trump á, với kỹ năng của ông lại xe của một thiếu niên. À, ông nói nữ như mà ông Trump điều hành về nền kinh tế thì chẳng khác gì là kỹ năng lại xe của một thiếu niên xây rượu

à, thì anh Nam nói đâu tức là như mà giao cái nền kinh tế cho ông Donald Trump mà điều hành nó thì loàn còn giống à, như là anh, 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 anh có kinh nghiệm mà bốn năm trước rồi à. Sao lạ gì đâu đó, anh có chết thêm nữa anh Nam đó, anh này coi ừ. như là xem cái nó sau thành như vậy rất là không biết chỉnh xã hay không thì tùy theo người nghiên cứu anh Nam Dạ. Yeah. Rồi anh còn gì năm năm qua tin thứ hai nha ấy à, là nói cái chứng khoán Ờ à, nói chứng Để... khoán chút anh uh, là chứng khoán ok ok thì thì hình như là tuần trước là anh em mình còn nói vấn đề cho 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 chứng khoán là trung media khoảng năm này hả à, Đúng rồi đúng rồi à, hả ok thưa quý vị ngày hôm nay chứng khoảng... Lúc đó nó rớt dưới à, như... 20 điểm ừ. là chỉ còn là à, à, 20 đô la 10 cent cho một xe hả Dạ yeah. Ok thì quý vị biết là Chum Media là sao? Chum Media tức là là ờ uh, Chum Media Technology Group việc uh, tắt là T M T G là chủ của nó là 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 gì? Tức là là uh, là là choose đó hay còn gọi là Chum Media hoặc là uh, DJT T uh, tức là là ông là, là, là cái tên của ông Donald Trump tại vì cái tên là đã, đã nổi tiếng rồi cho bây giờ người ta đọc vô đó ta ta biết là nổi tiếng thì uh, uh, người ta biết đó là cái 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 chứng khoán uh, nền tảng mạng xã hội của ông Donald Trump là Trump Media ha. Thì uh, cách uh, đây khoảng một tuần thôi quý vị thì khi mà Trung Media nó rơi nó rớt rớt xuống còn 20 đô la 10 cent cho một xe thì người ta đã người ta đã sờ rồi à, thì không biết còn rớt nữa hay không thì ngày hôm nay chum media tiếp tục rớt nữa bây giờ chỉ còn dưới 17 đô la cho một xe đóng cửa vào ngày hôm nay thưa quý vị à, 16 đô la 98 và 98 chứ cho 17 đến năm ăn ủi cho 17 đi à. à, cho 16 thì còn 16 thôi như vậy cái, cái 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 số 17 đô la cho một xe đẫm uh, sổ vào ngày hôm nay thì cái số mà một 17 đô la một xe này tức là đảo ngược tất cả những gì mà Trung Media đã uh, tăng uh, nhanh trong tháng 1 uh, trong tháng một vừa qua uh. thì uh, cái Trung Media này khi mà tăng như vậy khi mà ra public như vậy quý vị thì có một cái cái, cái, cái luật à uh, thì uh, là cẩm cừu tổng đối trung là bản cái 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 phần xe của mình à, cho đến uh, cuối tháng 9 này này à, thì có thể là cuối tháng 9 này cừu tổng cừu tổng tổng trung sẽ bán được đó nếu như mà thằng duyên vừa rồi á mà nó lên cao đến mức độ như khoảng là 4 uh, tỷ mỹ kim á là có như người tài sản của ông trong cỏ thì ông, ông, ông bạn bây giờ là ông có mấy tỷ trong tay rồi Thế nhưng có cái luật không cho bạn cho đến cuối tháng 9 này. Bây giờ rớt cái thế này không biết rằng là là ông ta còn bao nhiêu. À. Thì uh, cựu tổng thống là một trong nhân vật có cổ phiếu cao nhất ở Trung uh, Trung uh, Media có thể là trên 60% đó. À. Và hiện nay cựu tổng thống có tấm tài khoản của Trung Media khoảng là 2, là giá trị 2 tỷ Mỹ kim. À. Mà hai tỷ Mỹ kim này giá trị tới vậy tờ mà thôi anh nam Ừm là on the paper mà thôi giả trên giấy tờ đó là không biết mà nữ nhưng mà suy ra tiền mặt hay là có như là rồi suy ra uh, cái cổ phiếu như thế nào thì tùy thuộc nữa đó, thế bây giờ hiện tại là từ tổng thống Trump có giá trị đến 2 tỷ mỹ kim là là là, là tiền trên giấy tờ đó. đó thì cái giá trị này rớt xuống từ 4.9 tỷ Mỹ Kim trong tháng 3. Từ tháng 3 cho đến hôm nay mà rớt nó xuống đến 2.9 tỷ Mỹ Kim luôn. À. Thì quý vị biết là Trung Media này á, là không biết là lại như thế nào hay không, nhưng năm 2013 đã lộ ít nhất là 58.2 triệu Mỹ Kim. À. Thì tháng 3, thì để xem thì vấn đề mà lượt người thăm viễn, là visit cái, 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 cái nền tảng mạng xã hội này á, đã có khoảng là 7.7 triệu trong khi đó so sánh với nền tảng mạng xã hội S là hầu thân của Twitter là vào tháng 3 là có khoảng là 6.1 tỷ à, là người tham viện tức là à, view à, thì như, như, vậy cái S nó, nó gấp gấp mấy lần bên chỗ trung media rồi à, vào một ngày trong tháng 12 là chỉ một ngày đã có hơn khoảng là một dưới một trăm ngàn xe được giao dịch rồi, rồi tuy nhiên ở trong tháng một á từ quý vị biết tháng 12, quá tháng mười hai đổ qua tháng một một ngày trong tháng một có đến là hai mươi bảy triệu cho một xe à, 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 hai hai mươi chín bảy triệu xe được giao dịch à thì trong tháng 1 thì quý vị thấy là, là cái, cái, thời gian đó khi cựu tổng thống là tuyên bố có thể ra ứng cử lại tổng thống á à. thì nó cái trong media nó, nó nó lên xuống sôi sục là, là nó tùy thuộc vào uh, cái diễn biến của chính trị nữa quý vị thấy khi mà thằng một này cái nào cái mà cựu tổng thống nó trong tuyên bố cái người ta có nghĩ có thể nghĩ rằng cựu tổng thống trở là tòa Bệnh ốc hoặc là có cái vấn, vấn đề nào đó à, thì người ta bắt đầu người ta mua cái 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 cái, cái chân khoáng này thì chứng khoáng này là bán rộng lắm thì có một số thì người ta mua để là cho thời cầu thời hoặc là có thể mua để mà, mà tạo sự quen biết à, rồi vân vân à. thì quý vị ngày hôm nay rồi trở qua rồi còn 17 đô la cho một xe mà thôi để không biết rằng là từ đây dự đến tháng 11 một còn rớt nữa hay không à, nếu như rớt á, thì nó đi tỷ lệ thuận là cựu tổng thống rớt luôn mà nếu như mà cựu cựu tổng thống trump mạch thắng á, thì đương nhiên tỷ lệ thuận thì cái trận khoản của trung mỹ không thắng luôn anh như... ạ như vậy ừ cái sổ cái, số phần ở chung media có như là tùy thuộc theo sổ phần của cựu tổng thống cựu tổng thống trong khoảng năm à yeah. với là cái 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 kinh doanh đó ừ. tùy thuộc một phần thôi nhưng mà cái vấn đề, cái kinh doanh về cái tài chính thì nó lộ quá mà cái quý vừa rồi chi 14 triệu thu ông tân triệu thì đổ ừ. theo thuê tạm thì stock đi xuống thôi. Rồi, bây giờ chúng ta bước sang cái tin tức khác cho anh 10 không? Dạ, anh ạ. bây giờ chúng ta bước sang tin tức gì? Là cái cuộc tranh luận, có lẽ cuộc tranh luận của bà Kamala Harris với ông Trump vào thứ ba tuần tới á, thì tạo cuộc tranh luận đó thú vị hôm nay, chuẩn bị ngày th thứ năm rồi. Ngày mai thứ sáu, ngày hai, ngày bảy, nhật, cái là vô kỷ thứ kỳ thứ hai, cái thứ thứ ba rồi, không? của tranh luận hiện nay thì có thể nói rằng 50% trung dự và 50% không thì hiện nay cũng rất là khó khăn là ABC News á, bữa trước nói và Camera Research tranh luận cái phone người nói mở thì phone phía bên kia tắt lại đúng không ừ. nhưng mà hôm nay thì đại đường ABC News có một cái bảo đảm bảo đảm đóng ngọt bên ngoài là một assurance một sự bảo đảm với bà Camaris là có thể cái phone được mở ra khi mà hai bên đang đổ, có thể phone được mở ra và theo tường trình của Sina cho biết là cái phone có thể được mở ra mà hai bên đó, mà tranh luận nhau thì cái phone nó sẽ người ta có thể nghe được tiếng nói của hai bên thì cái phone có thể được mở ra để mà công chúng có thể hiểu được cái gì đang diễn ra ví dụ hai bên đang găng cổ cãi với bên này cãi bên kia cãi thì phone sẽ mở ra và công chúng hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cũng không biết nó sẽ như thế nào nhưng mà nó còn dằn co dữ lắm và nhưng mà bà Kamala Harris phải cho rằng sợ dĩ và chấp nhận cái cuộc tranh luận có nhiều cái điều kiện thiệt thòi cho bà như vậy đó nhưng mà bạn muốn không muốn bỏ lỡ cơ hội bởi vì không nhận trung sẽ chuồng nó không có cơ hội trên đường ông trung mà cũng có thể là ông trung ông lơ đủ thứ khó khăn đủ thứ khó khăn và cho rằng đại truyền abc đó tồi tệ đủ thứ chuyện đó không là lý do mà đó. mấy bữa trước là đó là lý do để có thể giờ chót ông rút thì đến giờ này anh buồn nghĩ là ông rút hay là ông sẽ có mặt trên đường đến giờ phút này là bên phía đảng cộng hòa cũng như đảng dân chủ thì hai bên đó là cũng đồng ý để cho ha, là hai ứng cử viên ra tranh luận đó à, thì cử tổng thống chưa chưa lên tiếng mà dạo sau lên bây giờ tạm thời chấp thuận và ABC ngày hôm nay cũng đưa ra những cái luật lệ như vậy nam à, là nói ra đây bây giờ cũng áp dụng với ngày 27 tháng 6 là cử tổng thống nó trong vợ ông Joe Biden vậy tức là bên nội thì mở là bên không nội thì miêu lại ta à, động lại kiện kiểu như vậy đó rồi cũng rồi không có khán giả à. rồi à, à, mình như lần này á thì không có hai phút là mở đầu và không có hai phút là là, 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 là là chỉ là những người mà nói có đầu và cẩu cuối người xuống năm à. À, à bây giờ không có đi thẳng vào đề luôn à. Thái thay đổi chuột đó thôi chứ còn tất cả giống như ngày 27 tháng 6 hoặc vậy. À. Thì à mình đợi Được. xem thử thì bây giờ là không biết là cầu thủ cái thủ trong ngày hôm nay thì cũng lên tiếng là, là là trách cử rồi không bằng lòng về ABC như vậy đó, là không biết đây là người dậu hiệu để cho ông ta ruột đuôi hay là không. À. Thì nếu như mà ông ruột đuôi thì còn có những cái, cái cái điểm bất lợi cho ông thì xuống nam mà nếu như ông tiến đến thì, thì còn có những cái điểm là cũng bất lợi cho ông cái cái nào <laughs> tiếng thoại lượng nào nam nghe phải không? dạ mà anh nghĩ sao Th thì hơn như ngày hôm qua nên mình cũng tiếng đoạn đó là là ông trốn sẽ không à, thì cũng khó để xem thử anh nam thì nhiều khi cũng, bị mặt mũi đó anh nam kệ thôi làm liều, à, à. Mà chắc chi, đã, à, à, Là cái phần thẳng về bà à, Harris có thể là không trúng da lời thì sao? À, có thể à, là trận áp. Tui à. ừ. tôi, tôi... À, bà camera đã sửa soạn rồi. Cả thứ nhất á, là vấn đề biến giới thế nào này. Bây giờ bà đặt biến giới anh thấy biên giới thì, thì kia nữa cựu thủ trong nói rằng à, tôi sẽ làm biên giới bây giờ thực hiện chỉ chưa đây 1 phần ba cái, cái kế hoạch đó mà rồi ngay cả ông Stephen là cổ vận cao cấp của uh, cựu uh, thống đó trong cũng gây quỷ càng triệu bạc hàng chục triệu gì đó đó rồi cũng uh, thuộc kết để mà tiêu pha cho cả nhân mình rồi uh, cựu thủ trong nói là tổng thống mẹ thế cơ phải trả tiền à, thì Ti biên giới à, thì nhắm màu đỏ là cả thứ hai vấn đề tiện dụng uh, cho tiện dụng thể cho trẻ em à, rồi từ chương trình uh, y tế những cái đó có như là ba camera cách đây 3 bốn ngày là ba uh, sẵn sàng chuẩn bị những cái đề tài đó để ba uh, tấn công rồi à, thì bên phía cựu thủ trong thì mưu thầy chưa 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 sẵn sàng mà chưa ra chưa đưa ra những cái gì mà ý ông sẽ à, sẽ tranh luận và lúc đó, đều có cả cựu tổng trong chỉ thích ABC nào là à, không công bằng rồi à, đủ thứ à, thì không biết là dạo hiệu chỉ thích như vậy là để lấy lý do để em đua hay không đợi xem thêm một vài ngày nữa anh nào yeah. tương đối khó hiểu chờ tới ngày giờ mới biết được cụ thể ra sao. Đã. ở trong mấy ngày qua anh Nam uh, vẫn đem một số cử tri người uh, phụ, phụ nữ anh Nam, ủng hộ Đã. cho bà Kamala rất là nhiều đúng không? À. thì mặc dù cựu tổng trung, tức là tìm mọi cách để mà ngăn chặn sự sụt giảm mà uh, ví như rớt từ gió như thế này á nhưng dường như là không có hiệu quả cho lắm bởi vậy đó đảng cộng hòa bây giờ họ đang 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 lo ngại đó à, thì việc đảng cộng hòa họ làm bằng cách gì để mà giúp cho ông trump để mà lấy lại được cái khối cự tri phụ nữ là có thể để giành thị trường thắng được à, mà nếu như khối cự tri phụ nữ này mà không ủng hộ ông, ông trump thì còn nguy cơ đó không tốt cho ông donald trump khi mà đi tiệm vào tòa bạch ốc à thì mặc dù đảng cộng hòa không xa lạ với bởi khoảng cách giới tỉnh đó, tức là nam giới cùng giống như là nữ giới á à, à, phía đảng cộng hòa họ cho đây là có như là cựu tổng thống trong phải đổ diện một hố sau gọi là hố sau được cử tri nam và nữ à, một nhà, nhà thăm dò ý kiến của đảng cộng hòa đó là ai à, đó là Whitney Ayer để cho biết đây là một sẽ là một sự thách thức rất lớn đối cho cựu thủ Trung để mà thu hẹp khoảng cách lớn à, cử tri nữ mà họ đã từng ủng hộ cho ông và ông hiện nay họ ủng hộ cho phó tổng thống và Kamala Harris à, à, nội bật là cái vấn đề mà quyền của người phụ nữ à, quyền được à, là phá thai như thế, này. thế nào mà bây giờ cựu thủ Trung à, đã từng tuyên bố À, thì khi, khi mà cựu tổng thống trung bộ như thế này khi ủng hộ khi không ủng hộ rồi bây giờ vẫn đem, uh, cái vấn đề mà phá quyết đạo ngược là dấu show quay của um, uh, tòa án tối cao thì ảnh à, hưởng cựu tổng thống cựu tổng thống đối trong rất là nhiều thì đảng cộng hòa họ cảnh báo thì đó là một trong những cái mà cựu tổng cựu tổng đối trong những cái hậu quả nhiều về cái khối phụ nữ đó thì theo cuộc thăm dò của ABC News cũng giống như là APSOS được công bố vào ngày hôm Chủ nhật là cách đây khoảng cả 3 ngày thôi chủ vị. Thì uh, 54% phụ nữ thì uh, họ nghiêng về phía bà Ka Kamala Harris. Thì trong cái đó cuộc thăm dò của ABC News thì uh, cũng cho biết chỉ có là 41% nghiêng về phía ông Trump mà thôi. À. Còn... Uh, À, còn vấn đề nam giới á à, thì gấu à, tẩu trong à, dựng trước bà Kamaret à, với một cái tỷ lệ khiếm tổn chứ không có nhiều là so với nữ giới à, thì ông Trung dựng trước 51% so với 46% à. <laughs> rồi là ABC à, AB, ABC của thám dục ABC ấy, là rồi bề đặt hòa cũng lo ngại lắm đặc biệt là ở kỳ đại hội ở Chicago á uh, thì kỳ uh, khi mà sau đại hội Chicago ấy, thì uh, bà Kamala uh, Harris dẫn trước ông Trump đến 6 điểm uh, trong uh, về cử tri phụ nữ á À, rồi cuộc, thăm dò của Reuters à, thì cho thấy rằng là là bà Harris cũng dẫn trước ông Donald Trump 13 điểm à, là là 49% trên 36% đó nhưng những cái cuộc thăm dò cho thấy rằng là bà là Harris dẫn trước ông Donald Trump không thôi à. và nếu như một cuộc thăm dò uh, mà trên toàn quốc á, thì bà Harris dẫn trước cựu tổng thống Donald về mà cử phụ nữ lên 4 điểm phần trăm luôn à, thì uh, cái điều mà xảy ra như thế nào cái điều mà xảy ra là vấn đề mà quyền của người quyền của người phụ nữ không mà thôi à, thì cựu tổng thống đã làm tìm bằng một cách đảo ngược lại hay là trảo trợ lại những cái, cái gì mình nói trước đây về quyền phụ nữ đó, đó thì như ủng uh, hộ về thủ tính nhân tạo rồi uh, là các phương pháp thủ tính nâng tạo trong ống nghiệm miễn phí vân vân. À. Thì cái điều này không biết rằng là có thuyết phục được người nghe không, được vợ phụ nữ hay không. À, đây là là một sự trảo trợ của cựu tổng cựu tổng thống Donald trong mà thôi. À. Thì ngay cả là những thành phần mà phụ nữ thường viện ở trong đó có là thường nghị sĩ Susan Collins. Uh, thuộc đảng cộng hòa ở Maine và cũng là thường nghị sĩ của đảng cộng hòa ở Alaska đó là Lisa là cũng tuyên bố rằng họ họ sẽ không bỏ phiếu chống Trump đâu uh, uh, trong cái cái vấn đề mà ông uh, Trump uh, là vấn đề khinh thị, miệt thị người phụ nữ rồi cũng hay trạo trợ flip flop á uh, cái vấn đề mà quyền của người phụ nữ thì họ tuyên bố rằng họ không sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. À, thì cái điều này làm Đảng Cộng Hòa Học cũng lo ngại thêm nữa anh Nam. À, không biết là anh Nam có à, thêm gì trong cái cử tri phụ nữ uh, ủng hộ cho ông Trump không thưa anh? Ờ, cử tri phụ nữ ủng ông Trump ngày càng ít dần anh. Ừm. Rồi còn anh còn tin nữa, anh làm bằng tin cuối cùng, anh làm bằng tin cuối cùng, chúng ta dừng nha. Dạ, yeah, ok, anh mm -hmm. Thì hiện nay trong cái ngày hôm qua thứ tư, tại thành phố Windsor, của bang Georgia, thì có một cái vụ bắn sát, sát, bắn giết trong trường học xảy ra. Tại trường trung học Abalachi High School, trường trung học Abalachi, thì của thành phố Windsor, và xốc chạy ra lấy cái bu đao súng thì dẫn đến cái chết của bốn người trong đó có hai học sinh và trong đó có hai học sinh có 14 tuổi và trong đó có hai giáo chức một giáo chức 39 tuổi tên là Richard Asping và giáo chức hai năm 3 tuổi tên là Christine Ermi thì hai giáo chức là bị chết và ngoài ra đó có chín người bị thương trong có tám sinh viên tám học sinh và một thầy giáo thì cái kẻ sát nhân cũng bị bắt tại chỗ cũng mới 14 tuổi thôi cái tình trạng này lâu lâu tại Mỹ cứ xảy ra lần ảnh biết không? nghi can mới 14 tuổi à là Con Gray một học sinh của trường Abalachi và đang bị bắt và bị tạm giam thì anh thấy cứ lâu lâu nước mỹ xảy ra trường hợp như vậy mà họ bắn là súng gì bóng súng ar là súng một kiểu súng mà mỹ đánh ở việt nam anh anh nó liếc thanh đó súng ar thì nó cũng... gọi quay 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 sát thương anh đó anh yeah. nói dạ thì tôi nghĩ cái lệnh chống bắn súng á à. loại mà nó kêu AR platform style weapon vũ khí loại mà AR trường anh biết không ừ. thì bắn liên thanh liên thanh ừ. thì cái đó rất nguy hiểm nhưng cứ trong trường học Mỹ đó lâu xảy ra này mình ứng bả sự luôn mà anh nghĩ sao vẫn đề kỳ hiệp hồi sống ổn quốc gia anh nam à, anh nghĩ như thế nào thế cái tôi nghĩ là hạn chế tối đa trong vấn đề súng từ nước bị nào rượu cái thuốc cái thích có rượu bia có tức giận có nói cọc có đánh nhau có mà có súng tay là chơi là, là là tàn tàn sát hết cho nên chúng ta thấy cái nước bị hiện nay cái tình trạng súng nó tràn lan hết gần cái nhà nào cũng có súng hết môi cho nên mà, ngủ mà, mình nói về thời đó. sự giống, nếu ông trong mồng thất cử mà không được người cộng hòa một vài triệu người nổi dậy mà nhà làm có súng thì rất nguy hiểm với mưa Thì người ta cũng lo sợ rằng là liệu cựu thử trong có chấp nhận là cái kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 không đã anh tại ông cũng trả lời là, cũng không được rành mạch cho lắm cộng lượng lừ vậy phải không? mà anh tự cũng biết rất là khó vẫn đề mà sống sống đàng ở, đàn ở Hoa Kỳ rất là khó nam tài bị tu chỉnh não thôi mày tu chỉnh não số hai hả rất dạ, là mọi đấy. người đều có quyền được là sự hữu sống tại vì sao tại vì người mọi người được hữu sống á để chống lại gì để nếu như một chỉnh quyền mà độc tài á độc đoạn này cái nọ, thì có thể là người dân có thể là họ 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 có thể dùng sức lực của họ để phản đối À, đó là tôi chỉnh à đó có tôi chỉnh ở đâu tuyển tuyển lúc, nào lúc đó cái dư luận nó ra đó cái nước mỹ nó khác bây giờ nhiều lắm bánh mì đúng dạ hả bánh mì lúc đó sống trong chỗ nhà đậu đông tới nhậu đậu bê cách đâu salad, đồng ừ, thời khi đó là mây từ mây ba triệu bao thuộc địa và đồng thời là thời gian mà à, là vẫn nô lệ rồi cái thời gian mà là cái đất nước chưa chưa chưa, chưa được thống nhất anh Nam cái à, đoạn người ta dùng sử dụng cái 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 túi trình đạo mà cho mãi cho đến hôm nay vẫn chưa admin mình chưa chưa cái túi trình đạo thì chưa 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 sửa đổi lại hay sao mà rất à. là nhiều cố gắng để mà um, tu dính cái, 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 điều khoản này của cái luật luật tôi nhắn số 2 này nhưng mà cái phê không đủ thứ cái phe mà địch chống nó còn đông quá bởi vì các hàng súng nó tài trợ cho các ứng cử viên anh biết không uh -huh. thì cho các ứng cử viên mà vô đắc cử thì đâu có dám bại bỏ súng, xu đạn đâu cho cứ lâu lâu xảy ra bù lâu lâu xảy ra bù mà cứ trong trường học nổ súng trong trường học nổ súng hầu hết rồi anh mười làm anh tin cuối cùng trước khi người ta nghỉ anh mười Rồi Ok mình chụp chân ở đây anh Nam hả dạ thôi mình chấm dứt đây cũng được dạ dạ nó muốn có cái bản tin nhưng thôi để hàng để muốn nghiên cứu thêm một tí nữa để hàng về quý về ngày mai tức là bản tin của ai của Nike siêu vào thì ông ta nói thế này tức là cựu tổng thống có khả năng đi vào tòa bạch ốc trong những ngày gần đây thế nào tôi cũng vừa đi tìm cũng cái nguồn chi tiết nguồn tin đông tâm tìm chưa ra ngày mai năm tìm thêm cảm ơn anh dạ, dạ ok để, để ngày mai mình uh...